Tính đến ngày hôm qua, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã bán được 5.000 vé cho trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai. Tất cả khán giả đã mua được vé sẽ được hoàn lại tiền tại địa chỉ phòng vé chính thức của câu lạc bộ tại số 37 Lê Quý Đôn, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa trong giờ hành chính vào ngày mai. Các vé đã được bán ra có hai mệnh giá 40.000 đồng và 50.000 đồng. Tuy nhiên, với cơn sốt vé trong những ngày vừa qua, có nhiều khả năng một lượng không ít cổ động viên đã phải mua vé chợ đen với số tiền lớn hơn rất nhiều. Với những trường hợp này, ban tổ chức vẫn sẽ chỉ hoàn lại theo đúng giá vé niêm yết. Việc buộc phải cấm khán giả vào sân ở trận đấu giữa Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai là một điều vô cùng đáng tiếc. Trước đó, ban lãnh đạo đội bóng xứ Thanh đã lên kế hoạch dùng toàn bộ số tiền bán vé ở trận đấu này để làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em mồ côi và người già neo đơn trên địa bàn tỉnh.